cảnh chợ Hàn. Ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu với các bạn một loài cây, đó là cây cọ. Các bạn có thể thấy cây cọ này có thể để trong bàn cũng như để ngoài trời được. Và những lưu ý gì vào rằng cây cọ này thì chú kinh tập của chúng ta sẽ nói rõ hơn trong video này nhé. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là trồng một cây cọ giống vào trong chậu để chúng ta chơi để bàn trong nhà. Đây là một cái chậu nhỏ, chúng ta đặt một cái viên sỏi cuội vào bên trong và chúng ta đổ đất vào để tiến hành trồng. Chú ơi, cháu hỏi một tí là cái dòng cây cọ này nó xuất phát từ đâu hả chú? Thực ra cái dòng cây cọ này là gọi, người ta vẫn gọi là, nói vui gọi là cọ ta, tức là cọ xuất phát từ Việt Nam của chúng ta. Cái cọ này nó nguồn gốc của nó thường là người ta hay trồng ở trên đồi, ví dụ như cái khu đồi Phú Thọ tôi thấy trồng rất nhiều những cây cọ này, có thể cao đến hàng chục mét. Tuy nhiên chúng ta có thể lấy hạt và trồng giống để chơi vào cây cảnh. Nên là họ đã dâm vào bầu tạo thành một cái bầu giống như thế này, bây giờ chúng ta chỉ tiến hành trồng nhỏ. Nếu mà mình lấy hạt như thế thì nó không phát triển nhanh như mấy cái cây đồi trên cọ cao hàng chục mét. Thực ra là nếu bây giờ mà chúng ta đưa cây này ra ngoài vùng môi trường tự nhiên, chúng ta trồng ra ngoài đồi hoặc ngoài vườn rộng thì nó sẽ phát triển lớn thành một cây cọ to nhiều năm. Tuy nhiên là chúng ta khống chế lại trồng vào chậu nhỏ để chơi thì nó sẽ lớn chậm. Tốc độ lớn của nó sẽ lớn rất chậm lại thì chúng ta có thể để chơi làm cảnh được. Không giống như những cây khác mà thôi. Chúng ta sẽ tiến hành trồng. Không phải đâu. Đấy là cái thân cây cọ nó thường là có gai. Thế nhưng mà cây này vì cây nó còn non nên cái lượng gai của nó ít thôi. Chứ nếu mà cây cọ to gai của nó sẽ rất là sắc và sẽ là đúng rồi, lá của nó có gai. Cọ nhỏ nhỏ. Đấy. Sao mà không bị sao cả. Ngoài ra là lưu ý là cây cọ này nó chính là cây cây cọ mà ngày xưa chúng ta ngắt lá để lập nhà đấy ạ, lập nhà, lập mái nhà mà để ở thời xưa của các cụ ấy. Như của các cụ hồi xưa là đúng mái rồi. Nhà tranh, mái đúng, nhà đúng, lá đúng rồi đấy, lá à. Lá cọ đấy, nó chính là cái lá cọ này nếu đây. Nếu mà như thế thì độ bền của nó sẽ cũng dai đúng không ạ? Thực ra nếu lá cọ khô thì lập mái nhà thì theo như tôi được biết là nó có thể tồn tại được từ 5 cho đến 10 năm. Từ 5 cho đến 15 tùy theo cách lợp của mỗi vùng miền. Đấy. Còn tất nhiên rằng là cây cọ chúng ta để chơi thì nó là một cái giống cây rất là khỏe, lá lại có hình đẹp những cái giả quạc. Chúng ta có thể là thu nhỏ lại trồng vào chậu nhỏ và để chơi trên bàn trong nhà. Tuy nhiên rằng là nó là một cái cây ưa môi trường ngoài tự nhiên. Nên là chúng ta lưu ý là chơi ở trong nhà thì phải thỉnh thoảng lăng đê ra ngoài cửa hoặc hiên để cho nó có nhiều ánh sáng. Nếu là dòng cây khỏe thì mình có thể để trong nhà, nhưng mà khi khoảng phải lưu ý để mang ra ngoài. Đúng rồi, lưu ý mang ra ngoài thì nó vâng. Cây nó là cây ngoài trời. Cái tán lá nó rất đẹp, thảo nào mà các cụ hồi xưa lại hay đi dùng lên đấy. Cái tán lá này nó để trồng, để xây nhà. Để lợp mái nhà. Lợp mái nhà. Lợp mái nhà bằng mái cọ. Mà nó cũng bền chứ, trong những 10 năm mà so với cái cây lá cây là bền. Đúng rồi, nếu cái độ dốc của mái nhà mà ngày xưa người ta lợp đủ dốc thì cái lá cọ nó rất là bền. Vâng. Thế nên là đấy là cái một số những cái gọi là những cái tiêu biểu về nói về cái cây cọ Việt Nam của mình. Đây một cây cọ là biểu trưng cho của Việt Nam mình. Đúng rồi, cây cọ này là tất nhiên cũng vùng miền khác cũng có, nhưng cái giống cọ này gọi là giống cọ của Việt Nam đấy. Giống cọ ta đúng không? Đúng rồi. Của Việt Nam mình gắn như là rất nhiều về cái câu chuyện. Đúng rồi. Câu chuyện và cũng như là cái vùng miền nói chung là nông thôn Việt Nam. Vâng. Rất hay dùng ngày xưa. Đây là một cái chậu cọ mà tôi đã tiến hành trồng xong, cho nên chúng ta chỉ được phun nước và bài sỏi là có thể có một cái chậu cọ chơi. Mình vừa có thể để trong nhà, vừa có thể để ngoài trời. Cái dòng cọ này rất khỏe, nhưng mà lưu ý là để trong nhà thì khi phải mình phải để cho ngoài trời. Cái này nó cũng là mối cây ưa nhiều nước và ưa ẩm, chúng ta phải tưới đủ nước. Đấy. Cũng là 200ml mỗi ngày. Không, với cái chậu nhỏ này thì chúng ta không tưới với cái mức độ lớn như vậy. Chỉ tưới khoảng độ 100 là cùng thôi. 100 thôi ạ. Đấy. Thì là chậu nó nhỏ, nó sẽ tưới nhiều, nó sẽ chảy ra ngoài. Cháu thấy cây này rất là hay và để trong môi trường trong nhà hay để ngoài trời rất là phù hợp, và mình cũng dễ là chăm sóc đối với dòng cây này. Mà nhìn cháu thì thấy cũng đẹp đấy ạ. Đấy. Ra cây cọ nó đẹp là do lá đấy. Ừ, có những cái dòng cây cọ to người ta chơi đấy, đến lúc mưa lớn quá người ta cắt lá thành hình tròn hoặc thành hình trái tim. Những cái lá này người ta có thể sửa thành những cái hình khác, cắt được, cắt sửa thành đây là lá lên hình tự nhiên. Còn nếu chúng ta cắt sửa nó có thể thành những cái lá hình khác rất là sinh động. Đấy là cái tính năng của cây cọ này. Cháu cũng muốn có một ngay một cái cây này để trong nhà mình. Đây, đây là đã hoàn thành một chậu cọ. Mọi người có thể ngắm đây là cái chậu cọ mà chúng tôi một chỗ nào vừa hoàn thành xong ạ. Các bạn thân mến thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng sắp kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của cây cảnh chợ Hàn, và nhớ hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách theo dõi kênh nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.